chào các bạn, rất vui khi lại được gặp các bạn trong video mới. Video hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau unboxing một chiếc hộp làm đẹp định kỳ đến từ Nhật Bản. Chiếc hộp này thì không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong video của mình. Các bạn có đoán ra đây là chiếc hộp nào không? Nếu như các bạn thích coi video unboxing thì chắc chắn các bạn đã đoán ra đây là chiếc hộp NMNL, có nghĩa là No Make No Life. Chiếc hộp này đến từ Nhật và họ có miễn phí vận chuyển trên khắp thế giới luôn. Nên bất kể các bạn ở đâu thì các bạn vẫn có thể đăng ký được. Nhưng mà mình có một lời khuyên nho nhỏ cho các bạn là các bạn không nên đăng ký dài hạn mà chỉ nên đăng ký thử một tháng thôi. Sau đó nếu mà thấy thích và thấy những món ngẫu nhiên các bạn nhận được thật sự hữu ích với các bạn thì các bạn hãy đăng ký thêm. Còn không thì thôi, không đăng ký tiếp nữa, như vậy thì sẽ chủ động hơn. Khi mà các bạn đăng ký thì các bạn phải nhập thẻ tín dụng vào và cứ tới đầu tháng thì họ sẽ trừ thẳng tiền trong thẻ tín dụng của bạn rồi gửi đồ đến cho bạn. Bây giờ mình đếm 1, 2, 3, tụi mình cùng mở ra nha. 1, 2, 3. Như thường lệ thì nó có một cuốn catalog ở bên trong. Ở trong cuốn catalog này thì có đầy đủ thông tin cũng như cách sử dụng sản phẩm bằng tiếng Anh. Nên nếu mà trên cái bao bì của những sản phẩm này nó không có tiếng Anh thì các bạn có thể tra cứu ở trong đây. Đầu tiên mình thấy có một sản phẩm tẩy tế bào chết. Đó là một cái tăm bông màu đen nhìn rất là bự. Nó có kèm theo dung dịch nữa nè các bạn. Đó, để mình coi thử. Theo hướng dẫn thì sau khi mình rửa mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt thì mình sẽ lau mặt cho khô. Sau đó mình dùng một cái que này thấm cái dung dịch này rồi bắt đầu quẹt lên mặt. Ở phía sau này thì nó có hướng dẫn bằng hình ảnh cũng rất là chi tiết nè các bạn. Nó có hướng dẫn cho mình cách massage cái que trên mặt như thế nào cho đúng nữa. Sau khi mà mình massage trên mặt tẩy tế bào chết xong thì mình sẽ rửa lại bằng nước ấm. Cái lọ bên trong này mình thấy cũng khá là nhiều nhưng mà người ta cho sẵn có vài que à. Chắc là sử dụng hết mấy cái que này phải đi tìm mua thêm. Thành phần chính của nó có chiết xuất từ chanh nè, nên nó vừa tẩy tế bào chết mà nó vừa làm sáng da của mình nữa. Tiếp theo mình thấy có một cái hộp gương. Ở bên trong có kèm theo một cái nhíp. Rất là dễ thương. Đây. Cái này cái này tiện nè, có thể vừa soi vừa nhổ chân mày được. Nó lại đựng trong hộp nữa, nhìn rất là sạch sẽ. Cái gương bên trong thì soi rất là rõ. Hình như bên trong nó còn có kèm theo một cái gì đó nữa. Để mình mở ra thử. Có kỹ quá. Cái này đúng là để nhổ chân mày luôn á các bạn. Thì ra là cái màu hồng là cái khe để đựng cái nhíp thôi chứ không phải là cái nhíp màu hồng. Cái nhíp nó màu đen các bạn. Đây, vừa soi như thế này rồi vừa nhổ chân mày. Ở đây có bạn nào tỉ chân mày bằng nhíp không? Cái nhíp này mình thấy cái đầu của nó khá là khít. Chắc nhổ cũng đã lắm đây. Bây giờ mình sẽ bóc sản phẩm tiếp theo. Đây là CC cream hả ta? Cái này là màu số 3, màu peach. Để mình mở ra cho các bạn xem thử nha. Đây là sản phẩm của hiệu Sweet Sweet. Nó có SPF 50 PA 4 dấu cộng. Màu số 3, không biết mình có xài được không? Đây, cái tuyếp ở bên trong nó như thế này. Cái hiệu Sweet Sweet này là chi nhánh chị em gì của hiệu Chemex đó các bạn. Đúng là nó là CC cream. Nó vừa chống nắng nè, vừa dưỡng da nè, vừa có một ít màu để che khuyết điểm nữa. Nhưng mà mình nghi là màu số 3 này mình xài không được rồi. Thôi mình sẽ qua sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo mình có một cái mặt nạ giấy. Cái mặt nạ giấy này được đạt giải của Cosme luôn nè các bạn. Nhìn cái gói của nó khá là dài. Dài hơn những cái loại mặt nạ giấy thông thường. Để mình coi thử nó có gì đặc biệt nha. Cái mặt nạ này có thể vừa đắp cho mặt vừa đắp cho cơ thể luôn. Để khi nào mình sử dụng thì mình sẽ Snapchat hoặc là quay stories trên Instagram cho các bạn xem. Sản phẩm bự nhất mình để dành đến cuối là một tuyết gel để massage. Ở trên nó in hình một cái lá giống như là lá ngải cứu á các bạn. Để mình coi thử. Cái này
này giống như một dạng mặt nạ cho cơ thể da các bạn. Sau khi mà mình tắm xong á thì mình lấy một lượng kem khoảng bằng 2 trái nho, sau đó mình massage lên trên da khi còn ướt luôn, đợi 2-3 phút, sau đó tắm lại với nước nóng. Nhân dịp mới đi công viên nước về, da đang rất là biểu tình. Để mình mở ra hửi thử coi nó mùi gì nữa nè. Mở luôn. Mới mở cái bịch ni lông ở ngoài thôi mà hửi thấy mùi ngải cứu rồi. Trời ơi, nếu như mà các bạn không thích ăn canh ngải cứu thì chắc chắn là các bạn sợ cái mùi này. Nhưng mà nếu như các bạn thích lá ngải cứu, thích ăn canh ngải cứu thì cái mùi này sẽ làm các bạn rất là nhớ cái hương vị đó. Không biết tôi xài xong chồng tôi có đuổi tôi ra khỏi phòng không. Lá ngải cứu ăn bình thường là rất là tốt rồi, nếu mà có thể để chăm sóc da cơ thể nữa mình thấy càng tốt hơn. Chắc chắn là mình sẽ thử cái sản phẩm này. Khi nào mà thử xong có gì hay ho thì mình sẽ húng với các bạn. Vậy là hết rồi. Hôm nay mình nhận được tổng cộng 5 sản phẩm. Sản phẩm tẩy tế bào chết cho mặt nè, mặt nạ nè, CC cream nè, nhíp để nhổ chân mày, với lại mặt nạ ngải cứu cho cơ thể. Một cái hộp gồm 5-6 món như thế này á thì có giá 30 đô. Nhưng mà mình nghĩ nếu như mà mình tự đi ra tiệm xong rồi mình mua lẻ từng món này thì chắc chắn sẽ mắc hơn đúng không? Các bạn có nghĩ vậy không? Nên mình nghĩ nếu như mà các bạn thích cái cảm giác mà mỗi tháng nhận được một hộp đồ bất ngờ thì các bạn có thể đăng ký thử. Nhưng mà trong video hôm nay thì mình nghĩ các bạn không cần phải đăng ký thử đâu. Vì nếu đã vào xem video unboxing thì mình biết là các bạn cũng thích cái cảm giác mà mở một hộp đồ bất ngờ đúng không? Vì vậy mà mình sẽ giveaway 10 hộp No Make No Lie này đến cho các bạn. Nếu như các bạn thích trải nghiệm cảm giác mà unboxing một hộp làm đẹp của riêng mình thì các bạn hãy đăng ký tham gia giveaway nhé. Mình sẽ để link đăng ký giveaway ở bên dưới, các bạn chỉ cần click vào và điền đầy đủ thông tin. Các bạn nhớ là phải điền thật là chính xác thông tin nè, số điện thoại nè, địa chỉ nhà nè, để khi mà mình đăng ký một hộp này cho các bạn á thì mình ghi đúng địa chỉ và những cái hộp này sẽ đến tay các bạn thật là an toàn. Chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một hộp quà rất là bất ngờ. Thậm chí là mình cũng không biết có những món gì bên trong nữa. Nên nếu như các bạn tham gia giveaway và các bạn nhận được hộp No Make No Lie này thì các bạn hãy chụp hình lại và gửi cho mình để mình xem thử các bạn nhận được những gì nhé. Chia sẻ niềm vui đó mà. Mình hy vọng là các bạn đăng ký giveaway bởi vì các bạn thật sự thích những cái hộp làm đẹp định kỳ như thế này, chứ không phải đơn giản bởi vì nó là quà tặng miễn phí nên các bạn đăng ký. Bởi vì mỗi khi mình mở giveaway thì có rất nhiều những bạn đăng ký, và khi mà mình để lựa được ra 10 bạn á thì mình rất là tốn thời gian là một nè. Tiếp theo là mình cảm thấy rất là tiếc cho những bạn còn lại, bởi vì quà thì không có nhiều mà lượng người đăng ký thì lại quá nhiều. Nên mỗi khi mà mình thông báo kết quả giveaway á thì cảm giác rất là nặng nề, rất là buồn. Ngoài niềm vui của các bạn nhận quà giveaway ra thì có rất là nhiều lời trách móc, lời buồn bã, nói chung là cảm thấy rất là nặng nề. Mình nghĩ là nếu như các bạn tham gia giveaway nhưng mà các bạn không phải là người may mắn được trúng giải thì cũng nên chúc mừng cho những người đã may mắn trúng giải và chia sẻ niềm vui cùng nhau, chứ không nên kéo cái thông báo giveaway xuống thành một cái tâm trạng nặng nề buồn bã như vậy. Đó là một vài suy nghĩ, một vài tâm sự của mình, hy vọng là các bạn có thể hiểu. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.